Ok, chào mừng các bạn trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về một cái tựa game khá là hấp dẫn. Đây, hôm nay chúng ta có một cái advent mới đây các bạn. Wow, HNT nằm ở hạng 6, cái cuộc đua gọi là cái cuộc đua cấp L. Ô chào, chúng ta nhận được cái con này hả các bạn? Goto xe. Ồ, hạng 6 là có quà luôn đó man. Wow, bây giờ qua cái advent mới rồi mọi người à. Đây, chúng ta sẽ đi thu hoạch vàng để kiếm hàng chơi advent mới cho các bạn xem cho vui. Advent này nó cũng bắt chúng ta đi thu hoạch vàng nữa. Cái advent bên đây là nó hết rồi, chúng ta nằm ở hạng 6 và nhận được một cái em rồng cũng khá là dễ thương. Rất là cute baby luôn. Hai ông già để yêu nhau lại cho ra một ông già tiếp theo. Nhưng mà mấy con này nó yêu nhau gì đâu mà ra có một loài miết. Vẫn ra ông già nữa. Đó là dạng sự khởi đầu nan, gian nan, chúng ta cứ từ từ rồi nó sẽ tiến. Đây, ô được 1000 mấy để mà vanh luôn rồi kìa. Thấy ghê chưa? 1100 điểm luôn đấy. Nó hết tăng điểm nữa rồi. Bây giờ chúng ta vào chơi Advent nha các bạn. Ui cha, có một cái con khỉ bự chà bá lửa nó nằm ở trên nóc nhà các bạn à. Bây giờ chúng ta sẽ leo từ dưới đất lên tới nóc nhà. Cái này là cái giống như là cái kim tự tháp hay là một cái tháp này, không biết cái tháp gì mà HNT thấy nó cũng bự chà bá lửa luôn đấy. Nó đang chỉ mình chơi. Đây và nhận hàng. Và chúng ta sẽ có rồng mới để làm video cho anh em xem. Rồi bây giờ thì bắt đầu thời gian quay tay đây. 1, 2, 3 bước. 1, 2, 3. Tiếp tục. Oh my god. Có được 1000 điểm cái này chơi cái này chắc đuối luôn đó man. Ok. Và các bạn xem video thì đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ cho HNT Channel nha mọi người. Ai mà chưa đăng ký thì hãy dành vài giây kéo xuống phía dưới bấm vào nút subscribe. Nhớ subscribe đăng ký kênh HNT Channel và đừng quên mở thông báo kênh lên nha các bạn. Đây chúng ta bắt đầu vào cái cuộc chiến gọi là Advent này. Để giành được những cái mảnh rồng rất là bá đạo như hạt gạo thì chúng ta phải tốn không ít thời gian để gọi là chạy đây. Ở đây có một cái rương nữa các bạn. Đây có một cái rương. Hai tay nghĩ là chúng ta sẽ chạy cái rương đó đi. Cái này đường nó làm khá là quanh co. Quanh co quá. Đây. Lết được con bước à. 20. Ok. Chết cha, được có 2 bước. Từ từ. Và cái này nó chắc nó sẽ đưa mình lên. Nó sẽ đưa mình lên trên. Nó lên trên chắc cũng có tầm có 2 cái. Ôi cha, có số 1 không luôn cơ man. Hôm nay khá là may mắn luôn đấy. Ta còn tới 900 điểm quay tay. Cái này bộ hơi xa xôi dự vợi đây. Ồ đúng luôn. Đúng 1 điểm để nhận hàng. Rồi chúng ta đã nhận được 2 mảnh. Chứ còn 1 mảnh nữa là chúng ta sẽ lấy được một con cấp VR. Này là chắc lấy được thức ăn nè. 2000 thức ăn nha các bạn. Đây, chúng ta cần khoảng 3 nút mới nhảy lên trên nổi. 2 nút rồi nhảy được rồi. 1, 2. Ô cha, nó đẩy mình đi lên tới đỉnh luôn. Nó cho mình lên nóc nhà luôn các bạn ơi. Đây, đây có thể chạy qua đây. Đây cái rương này rương gì đây? Ôi cái con này hả, bỏ qua đi.
Lụm mảnh là không có vui. Lụm mảnh là rất là lâu chúng ta sẽ mới có được một con, cho nên HNT chả có thích lụm mấy cái mảnh ở trong cái này. Wow, xuống luôn, qua luôn. Ôi, làm sao đây? Bỏ game đi. Ok, ta đi lên luôn. Ồ, một nút quay lại lượm cái này liền. Chúng ta sẽ được cộng thêm 25 điểm. Rất là tuyệt vời. Ồ, 3 luôn. 1, 2, 3. Đó, các bạn có việc theo dõi để chúng ta xem là cái, những cái bước đường ở đây nó có cái gì nha. Càng lên cao thì chúng ta sẽ tốn càng nhiều cái điểm event này. Ôi, chắc đây chúng ta sẽ lượm được một con rồng đó. Một con rồng đẳng cấp là VR. Rồng mới luôn. Này. Nó mà cho ba nút mình quay ngược trở lên mình lượm cái rương này luôn ấy. Rồi để cho một nút rồi chúng ta lên lượm đây là được. Ô, sao cái bánh này khác không em? Ôi, cái này không vui rồi. Ok. 1, 2. Đây, chúng ta sẽ được leo lên trên. Ồ, wow. Này chúng ta tốn khoảng 100 điểm để chúng ta lượm luôn cái con này cho nó lẹ các bạn. Con này thì phải kiếm thêm một mảnh nữa của nó. Nhảy qua. Ồ, cha nó cho mình lên nóc nhà luôn nè cơ. Nó rồi bình tĩnh để cho HNT tìm đường coi. Đi đường nào bây giờ? Phải đi. Ơi cha thở sao không chịu lên lụm luôn ta. Các cái rương kế bên thì lụm luôn cái rương cho rồi đi chứ. Đây, 1, 2, 3. Lụm xong cái rương. Hai cái các bạn. Hai cái. Này là 100 mảnh rồi chúng ta mới ra được một con rồng. Mình bỏ 100 mảnh ở dưới rồi. Bỏ lên. Ok, sorry mọi người luôn. Sao đây ta? Đường nào để đi lên đây? 1, 2. Hai nút nữa. Ok, được hai viên game. Ôi, càng lên cao thì nó tốn càng nhiều điểm các bạn ạ. Ôi, tới đây 50 luôn rồi. Wow. Vậy chúng ta mới đi được xa hơn. Lên. Vòng lên.
Oh my god. Sorry mọi người luôn, hết đi được ở trong khu vực đó rồi. À, bây giờ ở đây thì giờ chúng ta sẽ up thêm vài cái trứng nha các bạn. Up thêm vài cái trứng để làm video mới cho các bạn xem cho vui. Rồi trứng đây một em. À, còn mấy cái trứng ông già của chúng ta thì để hai tay tách nó ra bớt. Yeah. Kiếm rồi ông già mới được. Đây cho nó ra. Ủa sao kỳ vậy, ở đây đáng lẽ là phải có chỗ trống. À, hai con này nó yêu nhau ha. Hai con này nó yêu nhau rồi, ở đây là coi như hết chỗ rồi. Mình có thể nở rộng cái chỗ này ra được không? Rồi hai ta đang nở nó ra, tốn khoảng ngày mấy. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm về một cái con rồng. Đây. Làm về sự trở lại của em nào đây? À, ở đây chúng ta có cái gì nè. Okay. Xây nhà luôn. Nhà này nữa là cho tốn ít thời gian để chúng ta xây cái nhà lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi quậy thế nào. Đầu tiên là sẽ vào khu vực này để chiến đấu. Hôm nay chúng ta sẽ làm về cái em rồng để kiếm cái em nào dễ thương làm cho các bạn xem cho vui. Ok, hôm nay sẽ làm về em nào đây? Wow, cá thần đại dương. Ok, mình hôm nay mình sẽ quất cái con này nha các bạn. Cái con này nhìn nó khá là đẹp. Không biết các bạn cảm nhận như thế nào chứ HNT thấy cái con này rất là đẹp luôn. Action, và bây giờ cuộc chiến xin được phép bắt đầu. Wow, mới giờ nó xúc mạnh phát hơi bị thốn máu. Chúng ta sẽ cho hoa cỏ mùa xuân ra gọi chọc với cái con khủng long bạo chúa. Hai con này nó có chiêu giống nhau là cái chiêu xoắn này. Ô la la. Đây, cho cái con xinh đẹp này ra múa lửa để các bạn xem cho vui. Mà muốn cái chiêu gì ta? Cái chiêu nào là cái chiêu mạnh nhất của con cá này? À, cái chiêu nước. Đi bụi, đi bụi. Ôi trời ơi, còn có chút xíu nữa thôi. Ôi thiệt là, thiệt là còn có chút xíu nữa thôi mà nó vẫn không tắt thở các bạn. Giờ con cá của chúng ta nó bị đàm yếu chút xíu. Ôi cha cha, em này hả, chúng ta quấn được hai phát luôn rồi. Ui cái con này dễ thương phát luôn. Nó quay cái chân lại, nó cào đất dăng vô mặt mình gây sát thương đó bạn ơi. Không sao, chúng ta vẫn hạ gục được em ấy rồi. Victory. Đây, xem nào. Thuyền trưởng của chúng ta lên tới chữ B rồi nha các bạn. Này à, bây giờ đấm mà có thể hạ phát có lẽ là sẽ win luôn đấy. Yeah, không mất, gọi là không mất giọt máu nào, vẫn hạ gục được các bạn. Con này con cáo à, con này là con cáo ca. Đây, cho cái con cá thần dương ra chiến đấu nè. Thì chưa được đam luôn. Xúc nào. Yeah, thôi ui, bây giờ nó chởn lại cả 10.000. Con này nó mới tới cái chữ B trừ thôi. Chúng ta tới chữ B rồi, chúng ta hơn nó một bậc. Wow, thiên lý mã, đây là cái con heroic và hệ này nó được đao với mình hả ta? Hay là phải chiến mới biết coi xem nó đánh mình như thế nào. Ồ, 29.000 luôn các bạn ơi, đam khá là thốn đấy. Vẫn còn, thiên lý mã tên bạn vẫn còn.
rất là hổ báo luôn. Và chúng ta sẽ lấy cái tuyệt chiêu này. Khi mà các bạn quýnh mà một con mà nó tắt thở là chúng ta sẽ bị miss cái chiêu anti. Chiêu anti coi như là chiêu đó, không phải là cái chiêu anti mà cái chiêu gọi là hai quýnh hai lần ấy, thì nó sẽ bị miss. Ô, được đam luôn rồi man. 32.000 là sát thương của thuyền trưởng. Ồ, tem lại cũng có thuyền trưởng. Hai con thuyền trưởng này chơi với nhau là siết tay con này. Mà sao chúng ta mạnh thế? Đôi khi mình không nghĩ mình lại mạnh đến vậy luôn á. Xem cá thần nè, 6.000 năm mới level 15 thôi nên nó khá là yếu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoa cỏ mùa xuân nha. Chết cha, hai con này chơi nhây với nhau được đấy. Ok, victory. Ôi, sau một hồi chiến đấu thì chúng ta đã dập được ở khu vực này rồi. Bây giờ chạy qua tới cái khu vực đường mid. Oh, căng ta. Xem tem bạn level cao quá, tới 40 luôn. 32. À đúng rồi, đi bật cái khiên lên các bạn. Khi chúng ta bật cái khiên lên sẽ tăng được sức đam. Ồ, cái khiên còn 2 phút nữa mới được bật. À, sao cái chỗ này nó trống trơn vậy nè? Nó trống trơn rồi, nó không còn gì hết. Nó còn mấy cái chỗ này. Mấy con này thì HNT chưa có hết ta. Đưa hầm đo làm đất với à. Ở có nè. Ồ, đánh được các bạn à, HNT đánh được trong khu vực này. Yeah. Ồ, cho cái con này đi. Action. Ồ, mình nghĩ là mình đánh không được, ai ngờ đó là mình đánh được trong đây. Cho thuyền trưởng ra. Một mình thuyền trưởng sẽ giải quyết hết mấy em này, thuyền trưởng có thể lên được chữ B cộng. Ồ, con này đẹp phết nè. Rất là đẹp luôn. Tên tên. Ôi, tiền chưa được đam. Victory nha mọi người. À, còn một trận nữa chúng ta sẽ unlock được cái map đó. Con này là cái con gì ta? Chúng ta thiếu cái con gì? Con Lady Dragon nè. Biết cái con đó là con gì. Ở đây thì chúng ta vẫn còn thiếu một con hải nước và 100. Ok, rồi chúng ta sẽ đi vào đây đánh vậy. À đúng rồi, vào cái chỗ này xem coi là có thể chiến đấu với anh em chưa ta. Ôi, vẫn chưa được. Hai anh ta đã cập nhật phiên bản mới nhất luôn rồi mà nó vẫn chưa cho cái chiến đấu với anh em. 32 chữ A. Con này nó quýnh mình sẽ rất là thô. Okay, bỏ đi kiếm tem khác. Ok, tem này con này level 35 rồi. Mấy con level 35 nó quýnh thốn lắm các bạn. Chịu không nổi với tụi nó đâu. Level 40 luôn rồi. Rồi hết cắt rồi. Đành phải quất thôi. Ồ, con này level 40 nhưng nó không phải là đẳng cấp L các bạn. Rồi chúng ta sẽ nhây cho nó bằng con đường này. Cố lên, cũng như 2. Chà, sao đam nó cao vậy? Ừ, đam nó cao quá các bạn ơi. Ừ, 30 rồi. Oh my god. 34, 36.000, chết cha. Cái này không vui rồi. Ôi, không ổn rồi. Ôi, hên quá, có thể chịu được đam, man. Trời ơi, không có chịu đam rồi, coi như chúng ta lên đường thêm bạn này. Rất là tuyệt vời luôn. Chỉ cần thần long còn sống thôi, mà thần long còn sống là chúng ta mới có khả năng chiến ăn được. Thần long mà chết là coi như cái tem đi bụi luôn. Ồ, bây giờ thì sẽ ra nâng cái khiên lên đây. Yeah.
khiên đã được bật. Quốc lượng 30, còn 10, 31, còn 2 câu này nó thốn lắm. Còn mày có 37 luôn. 30, ôi, hết game luôn các bạn, không còn cách nào khác cả. 21.000, anh đã có khiên rồi. Anh đã có khiên rồi cho nên một đam của anh lên tới 32.000, cho nên không phải sợ cái này. Một hit thôi là 32.000. 32, 35 luôn. Nó đam kinh thiệt. 40. Chúng ta có đam rồi. Nó dập luôn đi. Lên đường. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Lại tiếp tục giành chiến thắng. Wow, 24, 32. Ồ, có một con level 32. Cái này hơi căng. Mình 35, nó 32. Đánh nhau sẽ xiết tay đi. Quất luôn. Hai anh tài nghĩ là chúng ta có thể đủ khả năng để hốt thêm vàng. Lùi về liền. Máu mà bé. Yeah, qua được một cửa. Thứ hai là 26 nhà máu. Okay. 26 nhà máu mình nghĩ cũng qua được luôn. 34 nhà đam được mà. Ô, 28 luôn. Ôi trời, ôi rồi thì chiều chúng ta lại được đam luôn mới ngon đấy chứ. Quá tuyệt vời rồi. Được chứ ai ngờ ra lũ quá ngon luôn các bạn. 34 mà bỏ đi cái tem này mạnh quá. 30 mà bỏ đi. Đây cái tem này thì quýnh được. Ta lựa cái tem nào đánh được mới đánh, như quýnh cái tem mũi không lợi là sẽ tích chạy trước nha các bạn. Xem tiền chiêu của anh giật nào. 3, 4, 5. Cha thợ ơi, nó giật rồng đá, nó giật tắt nhỏ thằng nhỏ luôn ấy. Ok, em này thì chắc một hit một cái rồi, một hit một con. Wow, Gutago sụp luôn. Dường như là không có gì có thể ngăn cản được cái con thần long của anh luôn ấy. Khi mà nó có cái khiên rồi là coi như nó chiến đấu rất là ghê gớm nha các bạn. 29. Đây, mở cái rương ra nè. Xem cái rương nó có cái gì đây. Chỉ có một con, chỉ có một mảnh các bạn lờ. 29, 28, 87. Bút luôn. Ôi, nó mạnh quá. Một hit, một em. 6.000, ok. Có thằng Long đi là có thể cân được nha các bạn. Vẫn đủ khả năng. Yeah. Wow. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đã hy sinh hết một em rồi. Ôi, cái cửa tiếp theo là có thể đánh được. Đem toàn là hàng tuyển chọn đi đánh không đó các bạn à. Ôi cha, cái này hơi đau đây nè, tụi nó mạnh ghê thiệt. Ôi thì chịu được đam luôn nè. Con này là hổ báo lắm, nó giật bạc bạc bạc. Ấy chạy, ấy chạy, ấy chạy, cái gì vậy? Nó giật kinh khủng luôn á các bạn ơi. Nó giật một phát mà khoảng 12.000 máu luôn ấy. Được rồi, được. Ok, sau một hồi chiến đấu kịch liệt thì chúng ta đã lên được tới 10.124 luôn. Hiện tại đang đứng top mấy rồi ta? Không biết top mấy nhưng mà hiện tại đang ở cửa cuối luôn ấy.
Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel lên nha các bạn. Còn ai mà chưa bấm đăng ký thì vui lòng bấm đăng ký nha. Và đừng quên chia sẻ video qua Facebook ủng hộ HNT với. Còn bây giờ đó thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.